Long Phạm Thị Giang, chúc cả nhà ngày mới. Hiện tại mình đang ở xã Mỹ Lợi A, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Hôm nay cùng với anh Minh, anh Sang đến quay các anh cưa cây xoài. Thì trước mắt mình là cây xoài Đài Loan. Cây xoài Đài Loan nằm trên mái nhà sau. Xin mời cả nhà cùng theo dõi anh Sang sẽ cưa cây xoài Đài Loan này như thế nào nha. Oh.
Bên kia mình cũng đang cưa một cây. Sẵn là cưa cả tí phèo luôn kế bên luôn nè. Cưa cái kế bên. Bác sĩ điện anh Sang phải lên nó cắt từng khúc không? Không có sợi điện thì anh Sang sẽ cưa. Trong mấy con xoài này để dành cho cháu về ăn mà cô còn không ai về hết. Yeah.
Con xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại cả nhà.